Thưa quý vị, trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc bất ngờ xuất hiện chiếc xe tang hay là xe cấp cứu trong khu vực phong tỏa ít nhiều cũng sẽ khiến cho người dân lo sợ. Và mới đây trên mạng xã hội đã bất ngờ xuất hiện cảnh tượng một chiếc xe tang di chuyển lặng lẽ trong khu dân cư đang bị phong tỏa, khiến cho nhiều người liên tưởng đến chuyện chẳng lành. Thế nhưng khi đọc lại trạng thái của chủ nhân đoạn clip thì hóa ra sự việc không như mọi người nghĩ. Giữa lúc dịch bệnh, khu cách ly hạn chế các phương tiện cá nhân, nên có người đã nảy ra sáng kiến tận dụng chiếc xe chuyên dụng trong các đám tang này để chở lương thực, hỗ trợ cho bà con. Khi chiếc xe rồng xuất hiện, nhiều người trong khu bất ngờ. Nhưng khi biết được lý do ý nghĩa đằng sau, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Được biết, hình ảnh chiếc xe tang đặc biệt này ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tình trạng đổ ô tô trước cửa nhà hay những nơi không đúng quy định chắn lối đi xảy ra khá phổ biến tại nhiều nơi. Và để dằn mặt tài xế, người dân có những cách xử lý từ hài hước cho đến mạnh tay. Sau đây sẽ là một tình huống tiêu biểu mà camera nóng ghi nhận được. Mời quý vị cùng theo dõi. Camera ghi lại, một chiếc xe taxi vô tình đậu ngay cổng vào của một xưởng sản xuất, khiến nhiều xe tải chở hàng tới mà không thể vào bốc dỡ hàng. Và rồi một chiếc xe nâng xuất hiện, nhẹ nhàng nâng chiếc xe ô tô lên cao và di chuyển tới một nơi khác cách đó cũng xa. Đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều ý kiến cho rằng cách hành xử của chủ nhà lần này quả thật quá nhẹ nhàng với tài xế xe taxi. Để giảm tải cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, thời gian vừa qua thì cơ quan chức năng đã tổ chức rất nhiều đoàn đưa người làm việc tại đây trở về các địa phương. Và theo quy định của Nghệ An, người về từ vùng dịch sẽ phải đi thẳng tới khu cách ly tập trung. Bởi vậy, bận làm cha làm mẹ vì quá nhớ con, không biết làm thế nào nên đành ra đường chờ đoàn xe đi qua để nhìn con cho đỡ nhớ. Trời ơi, thương nhớ. Có lẽ bố và mẹ vì quá nhớ con nên chỉ còn cách tranh thủ đứng trước cửa chờ đoàn xe để nhìn một lát. Khi thấy con gần đến, cả gia đình nhỏ không khỏi phấn khởi háo hức. Thậm chí, người mẹ vừa thấy hình dáng con đã vội hét thật to: cảm ơn lực lượng chức năng, rồi gửi lời động viên, cố lên con nha. Hình ảnh này khiến nhiều cư dân mạng không khỏi cảm động trước tình cảm bố mẹ dành cho con. Thưa quý vị, những tai nạn bất ngờ do nguyên nhân khách quan vẫn thường xuyên xảy ra với trẻ em. Hôm nay thì camera nóng lại ghi nhận thêm một tình huống nguy hiểm. Khi bé trai đang chơi trong chính khuôn viên gia đình thì bất ngờ một cục bê tông từ trên cao rơi xuống khiến cho nhiều người không khỏi kinh hãi. Camera an ninh ghi lại sự việc từ trong sân nhà. Theo đó, cậu bé đang từ trong nhà đi ra ngoài cổng. Cùng lúc này, ngay tại vị trí sau lưng bé, một cục bê tông lớn từ trên cao rơi xuống tạo nên tiếng động lớn. Lúc này cậu bé giật thoát mình và quay lại phía sau thì thấy cục bê tông đã vỡ tan tành. Trong trường hợp này, cậu bé đã vô cùng may mắn khi thoát chết trong gang tấc. Chỉ cần chạm đi một giây thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến.